thông tin tiểu sử Trung Lệ Đề Trung Lệ Đề sinh ngày 19 tháng 9 năm 1970 tại Montreal, Canada. Cô là một nữ diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông, từng được độc giả của tạp chí FSM Singapore Bình. Chọn là người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á. Vào năm 2000, Trung Lệ Đề có cha là một người. Việt gốc hoa còn mẹ là một phụ nữ người Việt Nam, cô còn được biết đến là một fan hâm mộ cuồng. Nhiệt của câu lạc bộ bóng đá Chelsea, cô sinh trưởng tại Rosat, Quebec, một vùng ngoại ô của Montreal, với vốn tiếng Việt và tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ, cô còn học thêm tiếng Anh, tiếng Quan, thoại và sau đó là Quảng Đông. Vào năm 1992, khi đang là sinh viên khoa du lịch tại Đại học, Quebec Trung Lệ Đề đã đoạt giải Miss Chinese Montreal, một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức hàng năm tại địa phương. Cô cũng đã từng có ý định làm người dẫn chương trình cho chuyên mục dự báo thời tiết hoặc làm phát thanh viên cho một đài phát thanh tiếng Pháp lần xa nhà đầu tiên là khi Trung Lệ để tới Hồng Kông để tìm cơ hội thể hiện mình, tháng 1 năm 1993, cô ghi danh tham dự một cuộc thi sắc đẹp dành cho cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới do đài truyền hình TVB tổ chức mang tên Miss Chinese International trong đêm thi chung kết chung lệ đề đã vượt qua nhiều thí sinh khác để giành vương miện hoa hậu chiến thắng trong cuộc thi này là cánh cửa giúp chung lệ đề nhanh chóng tiến công vào màn ảnh hồng kông lúc bấy giờ trở ngại duy nhất của cô khi đó là vốn tiếng quảng không được tốt lắm của mình thậm chí cô đã phải nhét miệng cho người khác lòng Tiếng trong phim Danny Ack, Căng lớp và Human Remain khó khăn đầu tiên này đã khiến Trung lệ đề băn khoăn giữa công việc đóng phim tại Hồng Kông và làm một phát thanh viên tại quê hương Canada của mình. Với vai diễn thành công trong bộ phim The Bright White Hair 2 cô đã trở thành một trong số những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh hoa ngữ, cô tham gia rất nhiều phim hành. Động sau đó, một số bộ phim cô được diễn chung với nhiều nam diễn viên nổi tiếng như Chu Tinh Trì, Cận Vệ Trung Nam Hải với Lý Liên Kiệt, The Sting 2, 1993, đóng cùng Lưu Đức Hoa, bên cạnh đó hàng loạt vai diễn trong nhiều bộ phim thuộc đủ thể loại như Truyền thuyết Người Cá 1994, Bác sĩ Lưu. Menh 1995, Thái cực quyền 2, 1996, Gia hữu hỷ sự, Nhà có tin vui, 1997, với phong cách ăn mặc táo bạo, một cá tính mạnh mẽ được cô thể hiện qua những vai diễn trên màn ảnh, trung lệ đề đã từng tạo nên cơn sốt trong giới trẻ suốt thập niên những năm 90, năm 1999, cô nhận giải, nghệ sĩ có. Đôi mắt đẹp nhất do tạp chí Marie Claire bình chọn cũng năm đó cô được tới 6 tạp chí của Hồng. Công Bầu là nhân vật có làn da hoàn hảo nhất năm 2000. Tạp chí FSM Singapore đã bình chọn cô là Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á. Thời gian gần đây, cô tham gia vào bộ phim mang tên Samsara The Medallion Tì Long Tài Sinh 2003 Phim Kinh Dị Ơ Stony Sinh 2004 Kiểu Hoàng Dung 2006, trong đó đáng chú ý là ở phim Samsara, nhân vật do cô đóng có cảnh làm tình rất lãng mạn. Với một nhà sư, không chỉ diễn xuất trên màn bạc Hồng Kông, Trung Lệ Đề còn tham gia vào một số phim truyền hình nổi tiếng của Trung Hoa Đại Lục như Giang Hồ Kiều Giai Nhân 2005 Thiên Long bát bộ 2003 với vai khang mẫn tuy đảm nhiệm một nhân vật phụ nhưng vai diễn này được nhiều ý kiến đánh giá khá tốt về nghiệp diễn của trung lệ đề cũng không thể không nhắc tới vai diễn của cô trong một bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Thái Lan là Yandara tên tiếng Việt là mẹ kế trong đó cô vào vai người mẹ kế trẻ đẹp thông dâm với con trai riêng của chồng và cô đã diễn với nam diễn viên trẻ hơn những cảnh ái ân cực nóng và gợi cảm. Năm 1993, Trung Lệ Đề trở thành tâm. Điểm của báo giới Hồng Kông, khi các phóng viên chụp được tấm ảnh Quách Phú Thành và cô dọn nhà về sống chung, mối quan hệ giữa hai diễn viên đình đám này chỉ kéo dài được 2 năm do Quách Phú Thành. Có bạn gái mới, năm 1996, Trung Lệ Đề cũng từng có quan hệ tình ái với một chuyên gia làm tóc. Tên Brian, người Philippines, nhưng sau đó lại chia tay do cô phát hiện anh này là một người song. Tính, hai năm sau, cô tuyên bố kết hôn với một giám đốc khách sạn là Glen Ross, hai người có với nhau một bé gái tên Yasmai Ross, nhưng chỉ nửa năm sau họ tuyên bố ly dị. Năm 2003, cô tái hôn với nhạc sĩ Nghiêm Trấn Tường, và có với người chồng này có hai đứa con gái, cặp đôi này đã ly hôn. Năm 2011, năm 2016 Trung Lệ Đề và trai trẻ Trương Luân Thạc tổ chức hôn lễ tại Bắc Kinh ngày 8 tháng 11.